rồi, được rồi. Mạnh quá. Lộng quá hả? Vậy thôi giờ mình đi tính tiền nhé. Đi, đẩy bác kia. Dạ, hồi nãy em tiếp cận cái gì ở gì đây? Con muốn mua con này hả? Dạ. Mà con mua con có chơi không? Dạ. Nhớ nha, không có giục lum nữa nha. Việt, vậy con tới bỏ vô đi tính tiền. Ủa Việt còn phải nói sao nữa? Em thương bông đất trên đời. Trời ơi. Làm trái tim hả? Ờ, muốn làm trái tim hả?